Ok, team up. Headshot. Ok luôn tất cả mọi người nha, lại tiếp tục nó sửa nha mọi người. Còn lợn này. Còn lợn. Ui Grozai em ơi. Wow. Ok, team up. Headshot. Wow. Headshot tiếp anh em ơi. Hết sọt tiếp rồi. À cho máu. À. Ây da. Chạy hả em. Hết sọt. What? Liền. Hết sọt liền. 11 kill anh em ơi. Mẹ toàn rồi. À con lợn này headshot liền. Đâu thanh niên là về với các người dưới nào? Có không? Con lợn này, à đây rồi. Nope. Mẹ tí máu kìa anh em. Không chết kìa. Cay thế. Quả đấy không chết kìa. Đây. Hết đạn rồi. Thế thì sao đây? Mình nhặt đạn này em nhé. Đây có đạn này. Ui không có đạn này em ơi, toang rồi. Thằng chỗ này này, thằng chỗ này này. Có thằng bắn 50 kép ở dưới này nữa cơ anh em ạ. Ôi cho giáp à? Mình có giáp rồi bạn ơi. Mình có giáp rồi nha, có giáp rồi nha. Toàn thế nhở? Giờ hết người làm nào giờ? Được khẩu Groza bắn cả bản đồ luôn anh em ạ. Bắn toàn thế giới luôn. À con lợn này kìa. Ui nhảy xuống mất rồi. Con lợn kia nhảy xuống mất rồi anh em ạ. Mẹ cay thật. Rồi mình nhảy lại sang bên này nha anh em. Anh em phải bật A-lock thì anh em mới nhảy sang bên này được nha anh em nhé. Tưởng có con vợ nào anh em nhỉ? Nhưng mà đằng nào cũng hết đạn rồi, hay là nhảy xuống anh em? Mình có thể mình chọn cách là nhảy xuống. À ok, nhảy xuống này, ok. Bye bye. Ok, nhảy xuống nhá anh em nhá, rồi sẽ nhảy xuống này. Có bạn team up bạn bên dưới, bạn cho mình súng này. Wow. Ui, nhiều đồ vãi trưởng anh em ạ. Ui, bạn này bắn tốt bụng đấy anh em. Bạn này bạn tốt bụng quá, bạn cho mình súng luôn này. Ui giời, thực sự. Xịn thực sự anh em ạ. Bạn này bạn cho súng luôn này, xịn chưa. Bốn bình máu, hai quả bom keo nữa. Ui cho đạn nữa này. Ok em nhá. Cảm ơn bạn nhiều nhá. À còn lợn. Lợn này. Còn lợn. 14 kill anh em ơi. 14 kill à. Còn 6, 4 người nữa. Còn 4 người nữa thôi anh em ạ. Bây giờ mình sẽ xuống dưới nha anh em nhé. Đi bạn này theo mình bạn này. Đi bạn này, đi nào.
Đi theo mình, đi theo mình. Ê, không nhặt được đồ thanh niên này anh em ạ. Phải ra hướng này mới nhặt được. Ui đạn này. Ui AWM này. Nhiều cho anh em. Đây là 72 khẩu AWM ta. Được cái nhà, 2 khẩu AWM được. 2 khẩu AWM nha anh em. Ok đi các bạn ơi, đi nào. Đi nào, 2 khẩu AWM là ổn rồi đấy. Quá ngon luôn đấy anh em ạ. Quá ngon anh em ơi, 2 khẩu AWM là ngon thực sự luôn đấy. Bây giờ chỉ còn lại là 3 người nữa thôi. Làm sao để kiếm 3 thanh niên này đây. Kiếm 3 thanh niên này là hơi bị khó anh em ạ. Tôi xem bo như nào đã. Đi bạn ơi, đi nào. Đi bạn ơi. Đi thôi. Đi thôi. Đây nè, mình ở bên này này bạn ơi. Mình ở đây này. Đây. Đi. Ui bạn này bạn dễ thương đấy anh em. Em nhìn này, bạn này cưng muốn xỉu luôn á. Thề. Bạn dễ thương chưa? Đấy, bạn này bạn cho mình đồ. Bạn cho mình đồ xong rồi bạn còn team up với mình nữa. Bạn dễ thương muốn xỉu luôn á. Bóp keo này bạn. Ok. Khẩu giả tay này thôi, không phải giả tay nữa. Bắn gọi là lòng ba cho nó phê anh em ạ. Bắn lòng ba nghe cho nó doanh tai ấy. Còn đam to nữa. Đấy rồi. Úi giời ơi. Lợn này đâm tôi. Nope. Mày có bạn này. Mẹ tông mình tí chết anh em ạ. Anh này tông mình tí chết anh em ạ. May mà có bạn này bạn cứu mình này. Ok, nâng lên giáp 3 rồi. À. Nope. Chết cha rồi. Lợn này. Thôi bạn ơi đừng công nó để cho nó sống. Mình sẽ đập thanh niên này nhá. Ôi bạn ơi. What the hell? Ê, bạn hay mày em ạ, bạn cái hết kiểu của mình rồi. À ra đây. Ông này ông cái hết kiểu tôi anh em ơi. Toang rồi. Ông này ăn hết kiểu tôi. Ok chém nhau nhá. Chém nhau. Nào bây giờ nhà như này nhá. Im nào. Bây giờ là tháo hết đồ ra này. Đấy bây giờ tháo hết đồ ra chém nhau này. Đấy tháo hết đồ ra chém nhau. Rồi tháo hết đồ ra đây chém nhau này. Ra đây. Lên đây chém nhau này. Ra đây. Ok nha. Nào giờ chém nhau nhá. Chém nhau. Ây à.
còn lợn này, huynh đệ tương tàn anh em nhé, huynh đệ tương tàn còn lợn này. Cái ăn kiểu tôi lại còn lợn này cái ăn kiểu tôi toang rồi. À không chơi bơm máu, ấy à, thích bông keo à. Ấy à, đặt mìn à, chơi bẩn thế. Ê ôi trời ơi, bạn này bắn tự tử rồi em ơi, mẹ. Ông đấm gần chết rồi, tôi chém ông gần chết rồi, ông tự tử anh em ạ. Mẹ. Đen thực sự. Ok, clip của mình đây là kết thúc, anh em thấy hay like share giúp mình em nhé, bye bye anh em.